Shop Hàng Nhật Nội Địa. Chào các bác, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2020. Tình hình thì nó cũng là cuối mùa điều hòa rồi. Hiện tại em còn một vài con điều hòa bán giá lỗ cho các bác. Đây là cái con điều hòa của hãng Koromi. Thì có tên là Yamazen nhưng nó vẫn thuộc dòng Koromi thôi nhé. Con này thì vỏ nó sơn xi trắng rất là đẹp rồi. Bình thường mùa cao điểm thì vẫn cứ 3 triệu 8 4 triệu. Con này hôm nay bán lỗ cho các bác là 3 triệu nhé. Công suất 8.000 BTU em bán 3 triệu. Máy thì không có điều khiển từ xa đâu ạ, còn mọi chức năng máy hoạt động ngon lành, dàn tiết còn đẹp, không có điều khiển từ xa các bác nhé. Trên máy nó có 5 nấc, 5 chế độ đấy. Ấn một lần mà là mạnh nhất này, lần thứ hai nó là mạnh nhẹ hơn này. Đấy, mạnh lần thứ ba là giảm tốc độ mạnh nhẹ nữa này, thứ tư là hút ẩm này. Đấy, sang lần thứ năm, lần thứ sáu thì nó là chạy quạt gió, nữa là tắt. Đấy, một con của hãng Koromi có tên Yamazen, công suất 8.000 BTU nhé. Bọn này chạy rất là khỏe, cái lưu lượng gió của nó ra rất là lớn. Đấy, lúc cao điểm mùa hè thì 3 triệu 8 4 triệu không có hàng bán, đến tầm này bán cho các bác là 3 triệu. Giá 3 triệu các bác nhé, giá không có phí vận chuyển, không đổi nguồn, không mặc cả, không bớt nữa. Đấy, bán được anh em thu hồi vốn thôi. Đó, phù hợp cho các bác nào mua dùng thì có thể các bác Sài Gòn hay là các bác ngoài Bắc mua thì dùng cho. Thật ra bây giờ ngoài Bắc thì vẫn nóng thôi, nhưng mà nó không phải là cao điểm nữa, cho nên bán nó cũng rất là chậm rồi. Đấy, bán 3 triệu các bác nhé, các bác nào nhanh tay thì các bác lấy. Các bác lưu ý là không có điều khiển từ xa nhé. Giá 3 triệu không có phí vận chuyển, không có đổi nguồn. Máy điện 100V 8.000 BTU lại chạy rất là ngon. Chào các bác.